Thưa quý vị, thưa các bạn, việc ký kết thành công các hiệp định thương mại tự do điển hình là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA trong thời gian gần đây đã đem lại nhiều lợi thế để Việt Nam phát triển ngành dịch vụ logistics. Với vị trí địa lý thích hợp để xây dựng các trung tâm trung chuyển của khu vực Đông Nam Á, cùng cơ sở hạ tầng kho bãi, đường cao tốc, cảng biển, cảng hàng không là những điều kiện lý tưởng cho lưu thông trung chuyển hàng hóa. Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, ngành logistics Việt Nam đã có mức tăng trưởng cao, đạt trung bình từ 13% đến 15% một năm. Hiện trên cả nước có khoảng 3.000 doanh nghiệp tham gia vận tải kho bãi, cung ứng dịch vụ logistics, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không. Điều kiện địa lý cùng sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống giao thông, cung ứng dịch vụ giao nhận kho vận là điều kiện để Việt Nam có thể trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa mới trong khu vực, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay chỉ số hoạt động logistics LPI của Việt Nam đứng thứ 39 trên 160 nước trên thế giới và vươn lên đứng thứ 3 trong các nước ASEAN chỉ sau Singapore và Thái Lan. Việt Nam cũng là nước có xếp hạng phát triển logistics ở top đầu trong các thị trường mới nổi. Đây cũng là kết quả tốt nhất từ trước tới nay mà Việt Nam có được kể từ khi Ngân hàng Thế giới World Bank thực hiện việc xếp hạng chỉ số hoạt động logistics trong thập niên vừa qua. Với vị trí của mình, Việt Nam có nhiều thuận lợi để trở thành trung tâm logistics lớn trong khu vực. Để làm được điều đó, Việt Nam cũng nên học tập và rút kinh nghiệm của các nước có ngành logistics phát triển trên thế giới. Cần hình thành các trung tâm logistics hiện đại, có quy mô lớn, bảo đảm cung ứng dịch vụ tân tiến nhất với chi phí hợp lý hơn, đồng thời tăng cường tính kết nối giữa hệ thống các cảng biển với vùng kinh tế trong nước. Sớm hình thành tổng thể về thương mại điện tử, công nghệ thông tin để tạo sự kết nối đồng bộ trong việc cung ứng dịch vụ logistics. Thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, nhất là việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới, đòi hỏi phải có những quy định phù hợp, đẩy mạnh đầu tư trong nước và hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho ngành dịch vụ logistics Việt Nam. Do đó, công tác hoàn thiện quy định pháp luật để phát triển ngành logistics đã được chính phủ quan tâm. Các thủ tục cấp phép đầu tư, thời gian thông quan đối với hàng xuất khẩu cũng đã cải thiện đáng kể. Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, cảng hàng không, cảng biển, kho bãi, hạ tầng thương mại, trung tâm logistics không ngừng được mở rộng với quy mô lớn, rộng khắp. Các dịch vụ đi kèm đã và đang đáp ứng kịp thời những yêu cầu hết sức đa dạng của thị trường. Những yếu tố này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, phát triển, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, hình thành nên các chuỗi cung ứng logistics toàn diện, đa dạng và ngày càng chuyên sâu hơn. Năm 2012 là thành lập cái cảng Chu Lai, chỗ chúng ta đang đứng hiện nay. Và không những là phục vụ cho Thaco mà phục vụ cho các cái doanh nghiệp khác đầu tư tại kinh tế mở Chu Lai để giảm cái chi phí logistics, giữ chân hàng ở đây. Và chúng tôi đã từng bước là triển khai các cái tuyến hàng hải quốc tế ra Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Và sắp tới đây là chúng tôi sẽ phát triển cái chiến lược xuất khẩu trái cây và tại Chu Lai sẽ trở thành là cái cửa ngõ đầu mối để giao thương với các thị trường Đông Á như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Và chúng tôi đã đầu tư kho lạnh, bãi container lạnh tại đây để sẵn sàng là đón nhận những cái hàng hóa từ các nơi đổ về đây. Chính phủ Việt Nam đã nhận ra tầm quan trọng của ngành logistics, qua đó khuyến khích tập trung phát triển. Hiện Việt Nam đã khai thác hợp lý kết cấu hạ tầng logistics và cải thiện công tác phối hợp thay vì cạnh tranh lãng phí giữa các địa phương. Chúng tôi đang khảo sát để có kế hoạch cụ thể đầu tư mạng lưới logistics tại khu vực miền Trung, để mong muốn Việt Nam trở thành trung tâm logistics trong khu vực. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn rằng, ngành logistics Việt Nam vẫn có nhiều điểm yếu, như chi phí logistics còn cao, thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp dịch vụ với nhau và với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Quy mô và tiềm lực về tài chính của các doanh nghiệp logistics Việt Nam còn nhỏ, tổ chức mạng lưới toàn cầu, hệ thống thông tin còn rất hạn chế. Nguồn nhân lực này làm dịch vụ logistics chưa qua đào tạo bài bản và còn thiếu, vân vân. Đặc biệt, trong giai đoạn này, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của nền kinh tế thế giới, trong đó có ngành logistics. Hầu hết doanh nghiệp logistics Việt Nam cũng đang bị ảnh hưởng khá nặng nề do tác động xấu của dịch COVID-19.
có khoảng 15% doanh nghiệp Việt Nam giảm 50% doanh thu so với quý 1 năm 2019. Hơn 50% doanh nghiệp giảm số lượng dịch vụ logistics trong nước và quốc tế từ 10 đến 30%. Cùng với các cái hoạt động xuất nhập khẩu thì hoạt động logistics cũng là cái ngành mà phải chịu cái tác động rất là lớn. Trước hết là đối với những giao dịch về xuyên biên giới giữa Việt Nam với cả Trung Quốc thì việc các cái giao thương hiện nay hạn chế qua cái cửa khẩu đường bộ thì cũng làm cho các cái hoạt động giao dịch xuyên biên giới hiện nay là đang bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và khi các cái tuyến đường về như là đường hàng không hiện nay là chúng ta cũng không có các cái chuyến bay thẳng, thì do vậy là cái chi phí vận chuyển về hàng không nó cũng bị gia tăng đáng kể. Đặc biệt cái điều này nó ảnh hưởng đến các cái mặt hàng về điện tử, thế cũng như là các cái hoạt động về cung ứng về các cái doanh nghiệp sản xuất hiện nay gặp khó khăn, thì do vậy cái nhu cầu của họ đối với hoạt động logistics cũng bị sụt giảm. Ví dụ như là các chúng ta thấy là một số doanh nghiệp hiện nay, kể cả trong lĩnh vực về dịch may hay điện tử, cũng đang phải gọi là có cái sự điều chỉnh trong cái kế hoạch sản xuất và giảm bớt cái hoạt động sản xuất. Thì như vậy cái nhu cầu về vận chuyển nguyên vật liệu cũng như là nhu cầu về đưa các cái thành phẩm đến nơi tiêu thụ nó cũng sẽ giảm. Và do vậy hiện nay thì các doanh nghiệp logistics cũng đang bị chịu ảnh hưởng khá là rõ từ các cái sự sụt giảm trong sản xuất như hiện nay. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tới ngành logistics, Bộ Công Thương nói riêng và các bộ ngành nói chung đã có những giải pháp cụ thể để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng cơ chế một cửa quốc gia, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, minh bạch hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn để kiểm tra, nhằm mục tiêu góp phần tạo thuận lợi để phát triển logistics. Dịch COVID-19 có thể nói là một cái biến cố rất là lớn, tác động đến nhiều mặt của cái hoạt động kinh tế xã hội cũng như hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu. Nhưng qua đây thì cũng là một cái cơ hội để cho các ngành sản xuất và đặc biệt là các ngành có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp logistics có thể nhìn lại chính mình, dành cái nguồn lực nhiều hơn cho những cái đầu tư mang tính chất dài hơi, và như vậy chúng ta sẽ không đạt được những cái mục tiêu tăng trưởng như trước mắt, nhưng chúng ta sẽ có những cái đầu tư như vậy để có cái thời gian lâu hơn nữa, 5 năm, 10 năm chúng ta vẫn duy trì được cái sản xuất cũng như là cái hoạt động tăng trưởng. Thì đấy là một cái tôi cho rằng là một cái tác động có thể nói là tích cực của những cái biến cố như là cái dịch COVID như hiện nay. Và đằng sau đó nữa thì cái mối quan hệ giữa sản xuất và thị trường vẫn luôn là cái yếu tố chính tác động đến cái hoạt động của xuất nhập khẩu. Do vậy cái việc thiết lập được cái quan hệ vững chắc với thị trường, tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng, đặc biệt là chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp logistics chiếm lĩnh được những các cái công đoạn mà có cái giá trị gia tăng cao, đấy là những cái bậc thang mà doanh nghiệp của chúng ta sẽ phải tiến đến và sẽ hướng đến một cách nó mạnh mẽ, quyết liệt hơn thông qua cái việc mà chúng ta nhìn thấy những cái tác động mà của dịch bệnh đem đến trong thời gian vừa qua. Theo kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, Việt Nam quyết tâm phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp ngành dịch vụ này vào GDP đạt 8 đến 10%, tốc độ tăng trưởng từ 15 đến 20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ đạt 50 đến 60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16 đến 20% GDP, xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia về logistics trên thế giới đạt thứ 50 trở lên. Nếu đạt được những mục tiêu này, sẽ đưa Việt Nam trở thành một đầu mối trung chuyển hàng hóa, là trung tâm logistics của khu vực.